Kem nhà nắng Dr. Belter dành cho mặt và body. Tinh chất nhà nắng cho mặt, kem nhà nắng body. Sử dụng cho mọi loại da, ngay cả da nhạy cảm. Chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, mát miệng. Bảo vệ da khỏi tia UV hoàn hảo với hai lớp màng trắng sinh học. Nhà nắng, da sáng gấp 2 lần, loại bỏ sạm đen. Công nghệ Defensive giúp tái tạo tế bào, ngăn ngừa tia UV còn sót lại trên da, phục hồi và cấp ẩm cho da sau tiếp xúc nắng, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Kem nhả nắng mặt và body, giá sạm đen, bất chấp nắng.